Gareth Bale không đóng vai trò quan trọng trong đội hình Los Blancos mùa này, mới chỉ ghi được 2 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo qua 15 trận ra sân. Nhưng trong những tuần gần đây, ngôi sao 30 tuổi gây ấn tượng với các đồng đội bằng nguồn năng lượng tích cực và thái độ cầu tiến trên sân tập. Theo Marca, tất cả những nỗ lực mà Gareth Bale thể hiện không được huấn luyện viên Zidane xem trọng. Bằng chứng là ở trận tái xuất La Liga vừa qua, anh tiếp tục phải đánh bóng bằng ghế dự bị. Chỉ đến lúc thế trận gần như đã an bài, ông thầy người Pháp mới tung Bale vào sân. Bản thân cầu thủ thuận chân trái này cũng không để lại nhiều ấn tượng trong quãng thời gian 30 phút trên sân. Giới truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, mối quan hệ giữa huấn luyện viên Zidane và Gareth Bale đang ngày càng trở nên tồi tệ khi anh quyết ăn bám đội bóng hoàng gia. Thực tế, ngoài lời đề nghị đến từ Trung Quốc vào hè năm ngoái, cũng chẳng có đội bóng nào muốn cư mang bệnh binh hưởng lương khủng gần 600.000 bảng một tuần như Gareth Bale. Hợp đồng hiện tại giữa Bale và Real Madrid vẫn còn thời hạn 2 năm. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, đại diện Jonathan Barnett cho biết, trở lại xứ sở sương mù chơi bóng sẽ rất thú vị nhưng tôi không nghĩ Bale muốn làm điều đó. Thời điểm hiện tại, cậu ấy đang hạnh phúc ở Real Madrid. Nguồn tin từ Goal cho hay Arsenal đã gửi lời đề nghị hấp dẫn đến Partey, tăng lương gấp 3 lần so với hiện tại nhằm thuyết phục anh chuyển đến sân Emirates. Partey đang nhận mức thù lao 65.000 bảng Atlético, thế nên nếu gặp bến London, anh sẽ hưởng lương mới lên đến 195.000 bảng mỗi tuần. Hiện bản thân Thomas Partey vẫn đang lưỡng lự và sẽ đưa ra quyết định với tương lai khi mùa giải 2019-2020 hạ màn. Arsenal sẵn sàng dốc két để phá vỡ hợp đồng giữa Partey và Atlético Madrid. Cha đẻ của cầu thủ này cũng bóng gió đến việc cậu con trai sẽ gia nhập đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta. Ông Jacob Partey chia sẻ với giới truyền thông: "Tôi đã gọi điện trao đổi với con trai sau khi nghe về tin đồn chuyển nhượng. Partey cũng nói rằng nó và Arsenal đã có những cuộc thương lượng. Dĩ nhiên mọi thứ còn phụ thuộc vào yêu cầu của Atlético Madrid. Nếu Thomas Partey chuyển đến Arsenal, tốt thôi. Họ có rất nhiều fan hâm mộ ở Ghana. Bản thân tôi cũng hạnh phúc nếu con trai đầu quân cho pháo thủ thành London." Trong những tuần gần đây, tương lai của Timo Werner đang là một trong những chủ đề thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ giới truyền thông, đặc biệt là sau cú áp phe nguyện mục của Chelsea. Cầu thủ 23 tuổi được cho là đã sẵn sàng ra đi, nhưng chưa thể thực hiện việc kiểm tra y tế do những trở ngại về y tế giữa hai đất nước là Đức và Anh. Theo thông tin từ Bin, Werner đang rất muốn đẩy nhanh tiến độ đàm phán để có thể đến với câu lạc bộ thành London trong tháng 7, đồng nghĩa với việc anh sẽ không tiếp tục thi đấu cho RB Leipzig trong phần còn lại của UEFA Champions League mùa này. Hiện tại, Leipzig đã đặt chân vào vòng tứ kết sau khi đánh bại Tottenham Hotspur ở vòng 16 đội với tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận. Trong đó, Werner là người lập công với bàn thắng trên chấm 11m ở trận lượt đi. 4 trận tứ kết sẽ đá trong 4 ngày từ 12 tháng 8 đến 15 tháng 8. 2 trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 8 đến 19 tháng 8. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 8. Theo chia sẻ của tiền vệ Luka Modric, các cầu thủ Real Madrid đang rất nhớ nhung Cristiano Ronaldo kể từ khi chân sút người Bồ Đào Nha nói lời chia tay với đội vào mùa hè năm 2018. Bên cạnh đó, CR7 cũng luôn được coi là nguồn động lực để Los Blancos vượt qua khó khăn. Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, Modric phát biểu trong cuộc phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport. Chúng tôi nhớ những pha lập công và cả phẩm chất của anh ấy tại Real. Cristiano luôn luôn muốn giành chiến thắng, anh ấy là động lực và luôn khiến mọi người vươn lên. Về con người, tôi chấm cho anh ấy điểm 10. Đây luôn là người có trái tim rộng lớn và luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Trong một diễn biến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng, ban lãnh đạo Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ siêu sao Cristiano Ronaldo của Juventus. Thông tin trên vừa được tờ Marca tiết lộ. Theo đó, The Blue sẵn sàng chi đến 120 triệu euro để thuyết phục phía Juventus nhà người. Đội chủ sân Stamford Bridge xem CR7 là cái tên xứng tầm để phát triển hàng công của họ. Sau khi có Juventus, mùa giải này, CR7 vẫn đang thể hiện một phong độ ấn tượng. Siêu sao người Bồ ghi đến 25 bàn sau 33 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Juve, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào của Chelsea. Ngược lại quá khứ, Ronaldo cũng từng có những năm tháng cực kỳ thành công ở Premier League trong màu áo của Manchester United và chắc chắn, anh sẽ không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập lại với môi trường này. Được biết, ngoài Ronaldo, Chelsea được cho là đã tiến sát đến việc sở hữu Timo Werner từ RB Leipzig với giá 54 triệu euro. Theo nguồn tin của AS, Man City đang rất kết Achraf Hakimi và sẵn sàng đáp trả mức giá 54 triệu bảng mà Real Madrid yêu cầu cho hậu vệ trẻ này. Ngoài Man City, Dortmund, Arsenal và Chelsea cũng theo sát Hakimi, nhưng các câu lạc bộ khó lòng bạo chi như The Citizens. Dortmund đã sở hữu Achraf Hakimi 2 mùa giải theo dạng cho mượn và họ muốn mượn hậu vệ người Maroc thêm 1 năm nữa. Tuy nhiên, đây là chuyện rất khó xảy ra vì giá trị của Hakimi đã tăng vọt ở mùa giải này. Tính từ đầu mùa, Hakimi đã ghi tổng cộng 9 bàn thắng, kiến tạo 10 bàn khác sau 43 trận đấu cho Dortmund. Đặc biệt, hậu vệ này có khả năng tăng tốc rất đáng gờm. Theo thống kê của Bundesliga, Hakimi chính là người đạt tốc độ chạy nhanh nhất giải đấu kể từ năm 2011 với vận tốc lên đến 36,49 km/h.
Đây được xem là vũ khí rất lợi hại với các cầu thủ chạy cánh. Huấn luyện viên Pep Guardiola ngưỡng mộ tài năng của Hakimi và xem hậu vệ này là miếng ghép hoàn hảo cho hệ thống của ông. Nếu đến Etihad, ngôi sao trẻ người Maroc sẽ lập tức được thay thế Walker, người đã 30 tuổi và vướng vào nhiều vụ bê bối trong thời gian qua. Mùa giải 2019-2020 còn chưa khép lại, tuy nhiên đây chính là lúc các đội bóng bắt đầu nghĩ về phiên chợ hè để cải thiện chất lượng đội hình. Với Arsenal, hàng công đang là vị trí khiến cho huấn luyện viên Mikel Arteta đau đầu. Bởi lẽ người thi đấu sáng nhất vẫn là trung phong Pierre-Emerick Aubameyang, người được giới truyền thông gợi ý là Justin Kluivert, con trai của huyền thoại Patrick Kluivert. Thậm chí, Arsenal sẵn sàng đổi Henrik Mkhitaryan kèm theo tiền mặt để thuyết phục đại diện Serie A. Tuy nhiên, huấn luyện viên Paulo Fonseca mới đây tuyên bố rõ ràng với tương lai của cậu học trò. Cậu ấy và cha mình có giống nhau không à? Không, họ có sự khác biệt. Cha của cậu ta là một tiền đạo tuyệt vời, một cầu thủ xuất sắc. Cậu ấy có những yếu tố đủ để vươn đến tầm như vậy. Đó là một chàng trai trẻ mà AS Roma đang trông chờ ở tương lai. Nhà cầm quân 47 tuổi trả lời trên Publico.pt.